Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Được rồi anh em ơi. Ê, thằng kia đứng lại. Nào, đứng lại đừng. Đừng có chạy, đừng có chạy. Vỡ đầu. Xử lý nó phải nhanh gọn như vậy anh em ơi. Ok, một đấm cái ăn ngay luôn. Lượm được luôn cái khẩu AWM của nó này. Với lại mình có P90 nữa. Hợp lý. Nó lại ok quá nhỉ mọi người, đi thôi. Bên này có M60 hả? Thôi kệ đi, cầm P90 này nó vẫn có động hơn. Ơ, nãy mình vứt đạn xuống tỉa hả? Quay lại. Quay lại đem đạn xuống tỉa cho anh em. Chơi AWM thì phải lượm đạn xuống tỉa chứ kẹo quên đấy. Cái này là kẹo quên đấy mọi người ơi. Qua đây xem thế nào. Chúng ta có cái ba lô này. Ok, đạp đạn. Rồi làm sao để mình xem là người đâu cả rồi ta. Có phát mát hả? Không chơi đâu. Không chơi anh em, chơi AWM thì anh em kiếm lấy cái khẩu tiểu liên này mà chơi thôi. Chứ anh em mà chơi súng trường nữa thì có mà hơi khó chơi. P90 này mình thấy là bán xa nó cũng tốt nên là ok, chơi combo này. Riêng kẹo là kẹo thì ổn các bạn ơi. Thôi bé này. À, đậu xanh nó chạy lẹ quá. Nó chạy lẹ quá các bạn ơi. Để mình chạy qua thôi. Làm sao đấy, đây à? Đây à? À, đậu xanh, thằng này hay. Thằng này hay. Lên bảng. Bắn hơi lỗi xíu các bạn ơi. Không biết nó có MP40 hay không, nó không có, nó chỉ có EMP mà thôi. Đây là ba lô 2 hả? Ba lô 2 kẹo có rồi. MP40 này, hợp lý. Lấy khẩu này đi anh em ạ, khẩu này. Chơi với khẩu AWM nhá. Ok, đi thôi. Mặc dù là MP40 không bắn xa được nhưng mà bắn ở tầm trung vẫn rất tốt. Cái đậu xanh. Píp píp cái. Tí bay ra. May là mình nhảy lên đấy, không là pha lúc nãy thì lại xanh mộ rồi. Đây, quần máu đàng hoàng công ơi. Rồi, mắt anh giống anh Hoàng Anh dùng cấu trúc á? Không giống đâu. Anh có thức khuya nhưng mà mắt anh đâu có dùng cấu trúc đâu. Giống là giống thế nào được Hải ơi. Ok này. Ơ, lên trên nhá. Bây giờ là lên trên luôn công ạ. Để tôi xem là có lượm được thêm cái gì nữa không. Thì tôi lượm nốt luôn. Tặng anh kẹo hay chẳng pháo tay hả? Mà công nhận mình bán AWM gà thật. Thôi kệ đi. Hôm nay cầm khẩu này dã bảo anh em hỏi là sao anh không bán AWM đi. Thì ok, hôm nay tôi bán. Ê, có người. Có người nhé. Đậu xanh này. Đậu xanh này. Bắn hụt rồi anh em ơi, bắn hụt rồi. Bắn hụt rồi các bạn này. À, thằng bé này. Né khá là ghê nhỉ anh em. Né khá là ghê nhỉ. Ok, xong. Phải bắn mấy viên mới trúng được cơ ông ạ. Hợp lý. Thôi thì tập chơi thì biết chơi thì à. Bây giờ mình lên mình lượm sáp cho nó coi anh em ơi. Thằng này trông nó cũng nghèo à. Đồ trông sida lắm. Có bông keo này. Rồi hợp lý, có thêm máu hả? Vứt bớt đạn xuống cho đi. Lượm thêm từ máu này, ok. Đi thôi anh em. Xíu em mù mắt. Anh cũng thấy mù mắt rồi đây này em này. Tầm này chúng ta lên cổng chơi nha mọi người. Vẩy AWM, vẩy như quần què luôn công ạ. Để tôi lên cổng chơi kiếm thêm mạng coi. Bây giờ đang còn 26 người chơi nữa. Bắn AWM nên xài Laura hả? Laura tính năng của nó là gì ta? Anh không để ý nữa, để xíu anh coi lại coi. Laura tăng độ chính xác hả? À đúng rồi. Được. Anh hiểu. Hay lắm, ok, mình qua đây đã. Quan trọng là mình kiếm thêm mạng cái coi chứ, xe đâu. Ê, qua đây. Đúng rồi, chạy qua đây bạn ơi, ôi, thằng bé này. Đứng lại, xuống xe. Đừng có tông mình nhé, đậu xanh này, vỡ đầu, thanh niên. Hợp lý. Nó định xơi mình anh em ơi, và cái kết đắng lòng chưa em ơi. Sơi kẹo không dễ thế đâu nha bạn ơi. Hợp lý rồi. Ôi, chỗ nào có người này? Chỗ nào vậy ta? À,
Trên nhà gà của người công ơi, tôi chạy qua. Bây giờ là chạy qua ăn cho nó thôi anh em ạ. Rồi, hợp lý. Để tôi chạy qua. Nhà gà này có người rồi, đúng rồi. Một quả lựu lên. Một quả lựu lên, ok. Nhấn lộn, nhấn lộn. Nhấn lộn anh em ơi. Ơ, đậu xanh. Đây hả, sau này hả? Sau này hả? Sau này hả? Cái đậu xanh, cái đậu xanh. Cái đậu xanh anh em ơi. Ui, gì vậy? What the hell, nạp đạn hơi lâu. Xíu nữa thì nó ăn được kẹo rồi anh em ơi. Bên dưới, bên dưới. Gắt quá nhỉ, từ từ còn máu đã. Ok ok, nó ngay dưới thôi. Bắn hơi căng đấy anh em ơi. Câu lựu đây hả? Hẳn là câu lựu lên cả. Hơi gắt, được thôi. Được thôi, qua đây. Lên đây. Lên đây, lên đây, lên đây. Qua đây. Nó không qua hả mọi người? Đây chân em ơi. Ui, dựng bóng keo lên cơ. Ghê vậy. Hay là dựng bóng keo lên luôn cơ. Ghê vậy. Ghê vậy bạn ơi. Ui, ghê vậy. Gì đây? Ghê vậy, gì đây? Giáp châu vậy. Giáp châu vậy. Lên bảng. Thanh niên. Nó cứ đòi ăn mình anh em ạ. Thằng bé này. Gan to thật đấy em ơi. Ăn kẹo không có dễ đâu. Đi. 6 kill rồi, hợp lý. Không biết là ở bên này còn ai hay không. Chắc là không còn ai đâu. Đạn súng tiểu liên mình cũng đã lượm, phải gọi là tương đối nhiều rồi mọi người ơi. Đi. Mũ hơi nát tí, nhưng mà ok. Cũng được à, cũng được à. Châu vậy. Viên nữa, một viên nữa, hợp lý. Xong. Đây nữa hả, để kẹo xem. Chúng nó ở trong nhà anh em ơi. À đây, đây à, đây à. Phải không vậy? Mình chưa nhìn rõ được cơ mọi người ơi. Nạp đạn can đét. Để tôi xem cho nó đâu, tôi hạ cho nó luôn. Trên tầng. Chỉ có khả năng là ở trên tầng thôi nha mày. Trên tầng đấy hả? Rồi, chạy đi em ơi. Hợp lý này, chạy đi em ơi, chạy đi. Chạy đi em ơi, chạy đi. Rồi, xong luôn lên bảng. Cứ chạy đi em ạ. Ok, mình có 8 tí máu luôn, hợp lý. Đạn súng tiểu liên phải gọi là nhiều vô đồ luôn các bạn ơi. 17 viên AWM nữa. Đứa nào gầy mìn vậy? Đứa nào vừa gầy mìn vậy anh em ơi, tôi nghe thấy tiếng đứa nào gầy mìn đấy. Để tôi có bên này xem. Thằng nào nhỉ? Cái đậu xanh thằng nào nó vừa gầy mìn ở quanh đây thôi anh em ơi. Đứa nào qua đây báo danh nhanh, báo danh nhanh. Đây rồi, ok. Lượm thêm đó. Lượm thêm bóng keo anh em ơi. Vứt bớt mấy cái đồ không cần thiết đi. Mình các kiểu mình không chơi ấy. Tôi sẽ lượm thêm bóng keo không ạ. Bóng keo này hợp lý này. Tầm này thì chuẩn bị là mo tiếp theo đang thu lại rồi nha mọi người ơi. Có giảm thanh kìa anh. Khỏi đi. Sao không lấy giảm thanh anh? Không thích em ơi. Ai đưa cho em đang nòng ba đang mạnh em ạ. Nên là anh không chơi giảm thanh thôi. Lý do nó chỉ đơn giản như vậy thôi mày. Cái đậu xanh 150 máu này. Nó đu dây rồi. Thằng bé đu dây. Hay lắm em ơi. Nó đu dây rồi. Thế này thì sao chơi đây? Bán AWM phải giảm thanh. Không cần em ơi. Nòng 3 để cho nó tăng sát thương. Chơi nó mới phê được em ạ. Rồi ok. Anh kẹo thì không cần giảm thanh nữa. Cái đậu xanh này 150 máu rồi. Viên nữa. Viên nữa lên bảng bây giờ. Chẳng nhẽ nó còn chưa sợ mình cả. Nhiều máu để làm gì các bạn ơi. Có giọt qua đây. Nó sợ rồi. Ăn một viên AWM nó sợ rồi anh em ơi. Có dám qua đây không? Dám không? Không dám đâu. Mình chỉ sợ là có đứa ở đằng sau nó ke mình thôi anh em ơi. Chứ đằng trước là thằng này nó sợ rồi. Sợ hẳn luôn đấy. Ăn một viên AWM mất 15 máu rồi nhá. Ok ok ok. Làm sao? Úi dồi ôi. Nó sợ hẳn rồi anh em ơi. Nó không dám qua đâu. Thằng bé này hay thật đấy.
Có thấy nó sợ gì cả? Có thấy nó sợ gì cả? Nó không qua thật luôn. Ê, mình có 6 quả băng keo hả? Đi. Đến lúc mình chạy qua rồi nó không qua thì mình qua thôi. À, nó chạy luôn. Ui, thằng bé sợ quá chạy luôn anh em ạ. Thế này thì chơi gì nữa? Tưởng gì cơ, nó sợ quá nó chạy luôn anh em ơi, nó không dám đứng ở đấy nữa. Để tôi coi nó chạy đi đâu. Đấy hả? Đây hả? Làm sao đấy? Làm sao đấy? Ok lên bảng. Ui, gài mình các kiểu luôn. Sao nha mọi người, 4 thằng nữa. Làm sao hạ được 4 thằng nữa thì mình sẽ có được top 1 ở trong vòng đấu này nha mọi người ơi. Anh lượm đạn súng tỉa đi hả? Ok, không để ý. Thôi kệ đi. Tầm này 14 viên vẫn xài ok anh em ơi, không cần lượm thêm đâu. Ok, để mình xuống đây coi thế nào các bạn ơi. Đậu xanh nhỉ, người đâu? Cái what the hell. Chưa thấy ai ở chỗ này cả anh em ơi. Để tôi coi. Nghe thì tiếng sao sao nhỉ mọi người. Ồ. Bây giờ là còn 3 thằng nữa nhá. Ui đừng đừng. Đừng mà đây đừng. Đừng mà đây đừng. Đừng chơi vậy chứ, bạn có muốn vỡ đầu không bạn ơi? Coi chừng cái đầu nó nhá. Mình mà nhìn ra được cái đầu nó thì cái đầu nó vỡ đầu luôn. Bên trên xem thế nào chứ anh em, đứng chỗ này hơi nguy hiểm. Tôi lên trên đi. Ui đừng, đừng, đừng như thế, đừng như thế, đừng như thế. Thằng bé nó cứ canh nó ăn tôi anh em ơi, đậu xanh. Mình qua đây coi. Mình sẽ qua đây thôi anh em ơi. Hợp lý. Làm sao? Để mình coi xem. Chỗ nào đây? Nó ngồi trong luôn. Thằng bé ngồi hẳn trong luôn. Gắt. Được rồi, ok, qua đây. Ui, what the hell? Hơi gắt đấy nhỉ anh em. Đừng nó canh tôi luôn. Ủa rồi làm sao bắn hẳn trên đây đi. Còn 3 thằng nữa cơ mà. Đứng ở đấy với nó thì hơi tuần máu đấy mọi người ơi. Nên là mình sẽ cuốn tạm máu đi thôi anh em ơi. Đó, hợp lý luôn này. Chạy xuống đây. Ok. Tôi sẽ canh nó anh em ạ. Nãy giờ nó canh tôi rồi, bây giờ là đến lượt tôi canh nó này. Cái tròi canh kia đúng không nhỉ? Không phải đâu. À, bên trên, bên trên. Bên trên còn một thằng nữa. Mình nghĩ là nên xử cái thằng ở bên trên trước mọi người ơi. Vừa thấy UAV quét qua rồi mọi người ơi. Có phải là nó đang đứng trên trụ điện phải không nhỉ? What the hell? Mình chưa nhìn thấy rõ vị trí của nó cơ. Một đứa ở dưới thì vẫn đang đứng kia rồi anh em ơi. À, có đứa đang câu lên à? Nhưng mà tôi muốn canh cả được phía trên nữa. Mình nghĩ là có đứa công lên à? Thấy đứa nào vượt câu được lên cơ. Có đứa công lên hả mọi người? Để kẹo xem. Chỗ này có người ấy hả? Trên tầng à? Phải không vậy ta? Đúng rồi, trên tầng. Ngay trên tầng đấy công ạ. Nó ngay trên tầng đấy công ạ. Lên bảng, xong. Lên sang thằng này có gì hay không mình lượm luôn này. Ok, thêm đạn súng tỉa này. Giáp mới này, mũ mới này. Bom keo còn mớ luôn các bạn ơi. Tầm này bom keo ổn chưa nhỉ? Mình sẽ lượm thêm đồ nữa. Lựu đạn này. Bom keo này, bom keo này. Full luôn anh em ơi. Tha hồ bom keo để mà xài nhé. Có thằng dưới đâu? Thằng ở dưới cái đâu nhỉ? Bây giờ là còn một đứa ở trên, một đứa ở dưới. Tôi nghĩ tôi sẽ lên trên trước. Mấy kill rồi, cơ hội chiến thắng đã rất là cao rồi mọi người ơi. Đi. Chơi cẩn thận xíu là ok các bạn ơi. Có đứa đứng canh ở trên mà nhỉ. Nãy mình thấy mà. À đây, thấy rồi, thấy rồi. Đừng, đừng mặt đây, đừng mặt đây, đừng mặt đây. Đừng mặt đây, đừng vậy chứ. Tôi chỉ sợ thằng ở dưới nó đẩy lên nữa thôi. What the hell, để mình coi nào. Nó kia, nó chạy này.
Nó chạy này các bạn này. Nó chạy này các bạn này. Hơi khoai đấy không ạ? Không đùa được. Hơi khoai đấy không ạ? Không đùa được. Không đùa được với nó nha anh em. Bên hông có người nữa. Bên hông có người nữa hả? Nhiều mô kem để làm gì? Cột máu phun cái đã. Rồi ok, có khi nào mình bị kẹp giữa như bánh mì kẹp thịt không vậy? Khá là gắt anh em ơi, dựng chéo chéo đi. Dựng chéo chéo là chạy được cả hai đứa luôn. Hợp lý. Nó lại hợp lý quá nhỉ anh em. Mo thu ra ngoài đấy hả? Làm sao đấy? Nó đang ngồi canh anh em ơi. Nó đang ngồi canh sau cái thùng xăng đấy hả? Kệ đi, bây giờ mình xem mình hạ thằng phía trên trước có vẻ ok hơn đấy. Khoai phết nhỉ các bạn nhỉ? Không đùa được. Khá là khoai đấy các bạn, còn 9 giây nữa này. Dựng chào chào đứng đây đi, hợp lý. Xem thằng nào bắn được mình đây. Xem thằng nào bắn được đây, cứ dựng chào chéo đi. Có gì để mình canh được cả hai đứa mà anh em. Nó lại hợp lý quá ta. Đừng không ăn được mình đâu. Quay phóng lựu qua luôn, ghê vậy. Ghê vậy hả? What the hell? Vẫn chết vì phóng lựu anh em ơi, cái đậu xanh. Thế là thôi, mình dừng lại ở top 3/50 với 3 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.